Hello các em. Hello. Xin chào các em đến với tiết học ngày hôm nay của anh Sơn nha. Hôm nay anh và các em sẽ cùng nhau tuần này là mình ôn thi học kỳ nha mấy đứa. Được không? Tuần này anh Sơn sẽ kịch liệt ôn thi học kỳ với các em luôn. Rất nhiều đề, bạn anh Sơn sẵn rất là nhiều đề nha. Anh sẽ úp dần các bạn. Đề 1, thứ 4 mình học tiếp đề 2 đúng không? Đó, thứ 5 đề 3, thứ 6 đề 4, thứ 7 đề 5 các bạn. Tuần này là full đề, cả sách mới sách cũ đều có hết nha mấy đứa. Hello Mai Phương. Rồi mình đợi một xí để các bạn vào đông đông rồi mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay của anh Sơn luôn. Các em đợi anh Sơn một xí nhé. Rồi. Trước buổi học thì các em có thấy hình ảnh ánh sáng âm thanh rõ ràng không mấy đứa? Có cái gì chưa rõ thì nói anh Sơn biết nha, để anh Sơn điều chỉnh lại. Thì hôm nay là đầu tuần thứ hai đúng không? Mình đến với cái đề số 1. Cái đề này anh Sơn soạn theo sách giáo khoa mới bạn. Ở đây anh Sơn tập trung vào bốn cái topic. Sách giáo khoa của bạn topic về Green Movement đúng không? Là phong trào xanh thuộc chủ đề về môi trường. Topic về the mass media đúng không, là truyền thông đại chúng. Topic về urbanization là đô thị hóa đúng chưa, và topic về life story tức là những cái câu chuyện của những người thành công đúng không. Vậy là bốn cái topic đó tương ứng với cái khối lượng từ vựng, tương ứng với các cái chủ đề đọc hiểu cũng như tương ứng với các cái dạng ngữ pháp thì được ở Sơn thiết kế với cái đề hôm nay. Thì ở cái form đề thi cuối học kỳ 1 có mấy đứa thì tùy trường nhé bạn. Có trường ở Sơn thấy chỉ có 40 câu thôi, nhưng mà có trường 50 câu. Nhưng mà có trường 50 câu, nhưng mà 50 câu đó không phải theo trong sách giáo khoa các bạn, mà 50 câu đó nó bám sát theo form thi trung học phổ thông quốc gia của bộ. Đó. Nhưng mà có trường vẫn 50 câu, nhưng mà 50 câu đó lại là 50 câu theo bốn cái topic trong sách giáo khoa mà Sơn đề cập hồi nãy. Vậy là tùy trường thì các em sẽ có một cái định hướng ôn thi khác nhau, ôn tập khác nhau, đúng không? Nhưng mà các em yên tâm là anh Sơn luyện rất là nhiều đề các em trên page nhé bạn. Thứ tư mình gặp lại một buổi học nữa, đúng không? Đề thứ tư của anh Sơn là đề của Bình Định, đề của Sở Bình Định. Rồi đề thứ năm lại một đề tiếp nữa, đúng không? Anh Sơn sẽ đa dạng các cái đề bạn, không cover các cái topic ở trong sách giáo khoa cả cũ và mới, cũng như là cover được cái form đề thi trung học phổ thông quốc gia luôn. Và đặc biệt đó bạn, là trong tuần này anh Sơn sẽ gửi các bạn là đề thi thử số 2 của trên page nhé. Thì đề đó được soạn theo form đề thi trung học phổ thông quốc gia luôn. Vậy là các em sẽ được đa dạng hóa các loại đề để các em có thể gọi là thi cho mấy kỳ thi sắp đến nha. Bạn Ngân nắm bảo mai em thi rồi. Ô trường của em thi sớm thế. Thi rồi đã ôn tập chưa? Chỗ nào mà chưa hiểu thì nhớ nhắn hỏi anh Sơn Ngân nắm ơi. Nhớ hỏi bài nha bạn. Các em cũng vậy, câu nào mấy đứa không hiểu thì mấy đứa cứ nhắn tin vào page hỏi anh Sơn thôi các bạn. Lúc ngày trước thì Sơn trực page, anh Sơn trả lời nhanh lắm mấy đứa. Nhưng mà recently, dạo gần đây thì anh Sơn nhiều công việc quá nên là trả lời hơi chậm mấy bạn. Nhưng mà không sao bạn, nhưng mà chắc chắn là không để mà chờ lâu nha. Bạn nhắn tin anh Sơn đọc, anh Sơn trả lời liền các câu hỏi đó. Rồi, ở câu số 1 các bạn, đây là câu hỏi anh Sơn ra theo phát âm ED đúng không ạ? Thì cái cách đọc đuôi ED anh Sơn đã chỉ trong các buổi livestream về trước rồi, anh Sơn không nhắc lại. Nhưng mà bạn nhớ nè, trong cái cách đọc ED á, thì nó có những 17, 16 hoặc là 17 cái trường hợp đặc biệt, anh Sơn không nhớ kỹ. Các em hãy lên Google, các em gõ cho anh Sơn là những trường hợp đặc biệt của đuôi ED. À, các em lên Google, các em gõ đi, và các em để ý cho anh Sơn những cái trường hợp đó. Đó là những cái trường hợp mà nếu đề thi khó, người ta muốn bẫy các em, người ta muốn lừa tình các em thì người ta sẽ ra những cái trường hợp như vậy. Ví dụ ở trong đây Sơn có ba cái từ, mà ba cái từ này là ba cái từ rất là hay gặp về cách đọc đặc biệt của đi. Câu A với từ quick đúng không? Cái chữ K này nữa bạn là âm vô thanh, là âm không rung. Vậy theo quy tắc bình thường phải đọc âm T đúng không?
theo quy tắc bình thường phải đọc là T, đúng không? Nhưng mà không phải nhớ bạn, từ week này là week thiệt đó mà cho là tính từ các bạn, cho nên nó được đọc theo tính từ luôn và đọc là week thiệt âm ịch nha mấy đứa, đặc biệt nha, week thiệt âm ịch. Câu B là naked âm ịch. Ủa có Ngọc Mai coi nè, Ngọc Mai là học trò cũ nhiều khóa trước của anh Sơn rồi mấy đứa. Rồi câu C có hai cách đọc nữa bạn. Câu C nha, mình đọc với dạng động từ rồi mình đọc là learned, đúng không mà? Âm N là âm rung nên đọc là the. Nhưng mà mình đọc với cái dạng khác là đọc là learned, learned âm ịt, đúng không mà? Và câu D mình đọc là reduce, vì kết thúc là âm S đúng không? Âm S là âm không rung thì mình đọc là T đúng không? Vì để câu 1 có được đáp án đúng thì anh Sơn phải chọn câu 1 là câu D, đúng không mà? Và câu C phải đọc là ịt thì nó mới đúng được nhá. Wicked, naked, learned and reduced. Nhớ nha, những âm không rung là những âm đọc thi. Anh Sơn nhắc lại các bạn nè, các bạn nhớ anh Sơn cái câu thần chú là phía kia sao chổi sáng phần, đúng không ạ? Phía là chữ F đúng không các bạn, kia là chữ K đúng không, sao là chữ S đúng không, chổi là Ch đúng không, sáng là Sh và phần là P đúng không ạ? Vậy là những cái âm này sẽ là những cái âm được đọc là thi nha. Những cái âm kết thúc bằng thờ và đờ sẽ được đọc là ịt, và những âm còn lại thì được đọc là d nhé bạn. Những âm còn lại được đọc là d nha. Nhưng mà bạn nào mà học theo những âm cũng được, các em học âm này cũng được đúng không? Còn bạn nào mà học giống anh Sơn thì anh Sơn học chung một cái nguyên tắc luôn các bạn, là những âm nào không rung thì anh sẽ đọc là t, những âm nào mà rung thì anh sẽ đọc là d, còn âm td là hai âm đặc biệt đọc là ịt. Rung thế nào các bạn? Các bạn khi bạn đọc cái âm các bạn đặt cái tay vào cổ họng của mình đó, là bạn biết nó rung hay không, ví dụ là rung không, không rung, ví dụ là rung không, không rung, rung không, không rung, đúng không? Những âm mà những âm không rung, không rung thì các bạn sẽ được đọc là rất đơn giản, có rất nhiều cách học nha. Các em có thể học nhiều cách. Rồi câu số 2 các bạn, câu số 2 câu A sẽ đọc là từ analyze, analyze hả bạn, analyze. Vậy bạn biết không, cái âm e bẹp này nè, cái âm e bẹp là cái âm mình phát, phát âm là âm a và phát âm là âm a, nhưng mà cái khuôn miệng của mình lại là khuôn miệng của âm e thì người ta được gọi là âm e bẹp nhé bạn. Mấy bạn học IPA giúp anh Sơn nha, analyze. Câu B nè, cancer, cancer. Có phải khi bạn đọc với bạn tự lấy cái gương bạn xem miệng mình á, có phải là mình đọc là cancer thì cái âm là mình đọc là âm a đúng không? Nhưng mà cái miệng của mình là cái nụ cười đó, mình cười lên đúng không? Không phải miệng cười lên đúng không? Miệng cười như các bạn. Miệng cười lên. Vậy là cái miệng cười chính là âm e á bạn, ha, là âm e bẹp luôn à. Được chưa? Rồi. Câu D mình đọc là organic hoặc là organic, organic nha, thì cũng âm e bẹp luôn các bạn. Cái câu này á thì nó hơi bị đề nó không chặt lắm. Cái câu C á bạn, cách đọc của anh á, là từ plant, âm e bẹp luôn. Nhưng mà cách đọc của anh Mỹ là plant, âm a dài nha. Về câu này thật ra đề không chặt lắm đúng không ạ? Nhưng mà để chọn được đáp án đúng thì bạn phải đọc theo anh thì câu C là câu đúng nha. Còn anh Mỹ thì bốn câu này đều là âm e bẹp hết. Được chưa? Rồi, ở câu số 3 của anh Sơn là câu hỏi về trọng âm. Anh Sơn nhắc lại nữa bạn, câu hỏi về trọng âm bộ hay là cái người ra đề cũng vậy, không ai mà ra một cái từ nó lạ với mấy em cả. Các cái từ được chọn để ra trọng âm phải là những cái từ mà nó thuộc trong chương trình học của mình. Và các em biết không, cái đề thi chính thức của mình được bộ ra là nó cực kỳ chặt chẽ luôn, bởi vì anh Sơn là người ra đề bạn, nên anh Sơn rất biết, rất hiểu rõ cái quy tắc của việc ra đề. Anh Sơn lấy ví dụ nha, cái câu số 4 này đúng không, là trọng âm có từ hai âm tiết. Vì nếu như mà cho động từ á, thì bốn án phải động từ hết, mà cho danh từ bốn án phải là danh từ hết nha. Cái cách người ta ra đề như vậy chứ không phải là tùm lum từ loại đâu mấy bạn, nó rất là cùng cái dạng từ loại luôn. Ví dụ các bạn ở câu A đi ha, câu A mà nếu mà cho tính từ thì các đáp án đều tính từ hết, mà cho danh từ cái đáp án đều phải danh từ hết nha, đúng không? Chứ đừng có không cho lộn xộn luôn các bạn. Nhớ nha, cái đặc điểm người ta ra đề như vậy, và người ta thường ra những cái từ trong sách giáo khoa, cho nên các em chưa học IPA là đọc được, đừng học những cái quy tắc trọng âm khác trên thị trường nhé bạn. Những quy tắc đó sẽ không giúp cho mình phát âm được đâu ha. Rồi câu A là bằng quality, âm một đúng không, quality. Câu này đọc, câu B là bằng industry, âm một,
industry, đúng chưa? Computer âm 2 đúng không? Computer và confidence âm 1 luôn các bạn. Confidence, vậy là câu này câu C nè. Câu 4 các bạn, argue âm 1, đúng chưa? Listen âm 1, promise âm 1 và từ begin âm 2 nè. Đó, câu D đúng. Đúng không ạ? Vậy những câu phát âm này anh Sơn luôn khuyên các bạn. Anh Sơn dạy 4-5 năm rồi. Tất cả các lứa học sinh của anh Sơn, không có một lứa nào anh Sơn dạy quy tắc trọng âm cả. Anh Sơn đều bắt học IPA hết. Nha các bạn, IPA hết, phải học IPA và mình luyện shadowing nhé. Rồi xong. 4 câu rất nhẹ nhàng đúng không? Rồi câu số 5 của anh Sơn, câu mà sách giáo khoa các bạn nè. Câu này thuộc cái kiến thức về câu điều kiện đúng không ạ? Điều kiện. Vì sao anh Sơn biết là câu điều kiện các bạn? Vì anh Sơn thấy dấu hiệu của thằng là with have phân từ 2. Nha. Ha. Thằng này đọc là with nhá bạn. Nha. Nhưng mà khi mà mình nói nhanh đặc biệt tiếng Mỹ thì người ta hay nói là with nhá bạn, with have phân từ 2. Rồi. Vậy thấy with have phân từ 2 thì anh Sơn biết nó là dấu hiệu của câu điều kiện loại 3. Vì điều kiện loại 3 có dạng thức là if cộng chủ ngữ đi với had phân từ 2 phải chủ ngữ đi với with have phân từ 2 nha. Này không đọc là good good đâu nha các bạn. Âm này là âm w, âm w nha các bạn, không có good good đâu nha mấy đứa. Good done gì nha, nghe good done không có good good nha bạn, không có đọc good good gì nha. Đọc là would nhớ bạn, would would đúng không, âm w nhưng mà đọc là would, nghe nó hơi bị nặng hơi đúng không, mình sẽ đọc là would nhớ bạn, nhẹ nhàng tình cảm đúng không. Rồi vậy là điều kiện loại 2 đó thì mình học trong bài điều kiện đó bạn, những cách diễn đạt khác của câu điều kiện thì mình có thể dùng without đúng không, without hoặc là mình dùng với bạn but, but for là một cách diễn đạt khác của câu điều kiện đúng chưa đó, hoặc là mình dùng cái dạng đảo ngữ của câu điều kiện chính là had did not been for bạn, had did not been for sau đó cộng với danh từ nhé bạn, been for nhé bạn, câu a thiếu been nè, câu này sai đúng chưa, because of là bởi vì và however là không đúng về nghĩa rồi, vì là nếu như không nhờ vào sự giúp đỡ của bạn thì tôi sẽ không thể nào tham gia vào những cái phong trào xanh được đâu. Vậy câu này về kiến thức câu điều kiện mình chọn là câu B giúp anh Sơn, rất đơn giản. Câu số 2 của anh Sơn thuộc kiến thức về cụm động từ các bạn, trong sách giáo khoa mình học cụm động từ đúng không, và những cái từ này là những cái từ mà trong sách giáo khoa của bạn luôn. Stand out là nổi bật nha bạn, stand out là nổi bật. Mình có cái tính từ là outstanding á các bạn, tính từ là outstanding là nổi bật á ha. Outstanding student, một học sinh rất là nổi bật. Vậy là stand out là nổi bật đúng không? Filling là mình điền vào, mình thấy là filling a form á bạn, điền vào một cái tờ đơn đúng không? Filling a form. Make up nhiều nghĩa nè, make up là trang điểm, make up là bịa ra một câu chuyện, make up là make up for là đền bù. Thấy không? Make up nhiều nghĩa nha mấy đứa. Đó, và turn over là lật thôi các bạn. Vậy bạn nhìn nè, cái tờ báo lá cải hoàn toàn bịa ra cái câu chuyện đó về cái bà này đúng không? Và đó hoàn toàn không đúng cả. Vậy là bịa ra thì bạn dùng mấy sơn từ make up. Đúng không? À. Ở đây thì anh Sơn muốn mở rộng từ vựng một xíu cho các bạn là khi với cái ý nghĩa là mình bịa ra một cái câu chuyện các bạn ha, bịa ra một cái câu chuyện a story, thì ngoài dùng cái từ là make up thì mình còn dùng được những từ gì nữa, các em hãy comment giúp anh Sơn thử coi, ngoài dùng một từ make up thì mình còn dùng từ gì với ý nghĩa là bịa ra một câu chuyện nữa. Đây là collocation. Mấy đứa thử comment nha, anh Sơn chờ bạn comment thử nha. Ngoài dùng với cái nghĩa dùng với nghĩa là bịa chuyện á thì mình dùng từ gì nữa nhờ, bạn nào biết không, mình dùng create được không, không nha, không dùng create, mình dùng produce được không, không không dùng produce đúng không. Đề thi sẽ ra những cái từ gần gần nghĩa như vậy nhưng mà chỉ chọn được một từ đúng thôi và đó chính là collocation. Được chưa? Các em biết không?
À, mình dùng từ gì nhỉ? Để Sơn đọc comment thử nhé. Từ gì các bạn? Từ cơ bản không? Một cái từ cơ bản cho các em biết nè. In gì? Sáng tạo á. Invent, đúng không? Invent a story, cũng là bịa ra một câu chuyện đó bạn. Rồi không dùng invent, mình dùng từ gì nữa mấy đứa? Sản xuất. Sản xuất. Nhưng mà từ gì? Không không phải là produce đúng không? Mà từ gì là sản xuất mà bịa ra câu chuyện nè. Manufacture. Nhớ bạn, manufacture. Manufacture. Viết sao sơ quên mất tiêu rồi ta. Đó, manufacture. Bịa ra một câu chuyện. Ngoài dùng từ manufacture, anh sẽ dùng từ gì nữa mấy đứa? Cook. Cook up. Cook up á bạn. Cook up là bịa ra một câu chuyện. À. Dùng từ gì nữa? Từ concat. À, từ này khó á bạn. Đó, thấy chưa? Rồi. Được không? Ừ. Vậy là mình có thể là bịa ra một câu chuyện hoặc bịa ra một cái cớ, cái excuse cũng được các bạn. Đó, thì mình dùng những cái từ này cho Sơn: make up nè, cook up nè, concat nè, manufacture nè, invent hoặc a story an excuse, một cái cớ. Nhớ đây là những collocation các em ghi chép giúp anh Sơn. Rồi. Câu số 7 bạn nhìn nè, cái đứa trẻ thích ăn trái cây vào buổi sáng. Cái điều này thì hoàn toàn tốt cho sức khỏe, đúng không? Vậy đầu tiên Sơn bỏ các bạn. Anh Sơn bỏ câu A vì that không đứng sau dấu phẩy. Anh Sơn bỏ câu C vì who phải dùng cho người. What phải cộng chủ ngữ động từ nhé bạn, vì what nó được dùng trong mệnh đề danh từ. Cho nên nó phải có chủ ngữ động từ. Is là động từ rồi, vì câu này sai. Vì sao dùng which. Which ở chỗ mày thay thế cho cả một cái câu phía trước, cả một cái mệnh đề phía trước, đúng không? Người ta gọi là mệnh đề nối tiếp. Mình học ở trong bài mệnh, mình trong một mệnh đề bệnh, mình học ở trong bài mệnh đề quan hệ đó, đúng không? Trong mệnh đề quan hệ có một cái dạng nhỏ là mệnh đề nối tiếp. Những đứa trẻ thích ăn trái cây vào buổi sáng, cái điều mà tốt về sức khỏe của ông ta. Rồi câu số 8 bạn, mình học trong unit 2 đúng không? Unit về urbanization là giả định. Với từ recommended that các bạn, giả định mà có cấu trúc that thì động từ chia nguyên mẫu cho tất cả các ngôi nha bạn. Chia nguyên mẫu. Vậy là câu B có chia hiện tại nè. Sai. Will là sai các bạn. Should be seen các bạn. Đúng không? À, bác sĩ khuyên rằng cô ta nên được gặp hả? Nên được thấy hả? Không đúng các bạn. Bác sĩ khuyên là cô ta nên đến gặp một cái chuyên gia về cái vấn đề này đi. Đây là câu chủ động, không dùng bị động được. Đúng chưa? Vậy em sẽ chọn câu D, vớt nguyên mẫu. Nhớ nha, recommended là một trong những động từ chia ở dạng giả định. À. Rồi câu số 9 của Sơn thuộc kiến thức về thì của động từ. Câu này cực dễ, bạn hãy từ manage không? Manage chia vấp 2 không? Thấy and không? Thấy and thì hai vế sao bạn? Thấy and hai vế cân nhau. Sau and là vấp 2, vậy trước and cũng phải dùng vấp 2 luôn. Vậy vấp 2 Sơn chọn là câu C. Đúng không ạ? Tài xế nè, thắng gấp và đã thành công, đã xoay sở thành công cho việc dừng cái ô tô cách một vài inch trước cái người mà đang nằm ở trên đường. Thấy chưa? Đó. Rồi câu số 10. Câu số 10 các bạn nhìn là arrive là thì quá khứ nha các bạn. Đây có nguyên tắc các bạn là người ta phối thì là phối hiện tại với hiện tại nè. Người ta phối quá khứ với quá khứ nè. Và người ta phối hiện tại với tương lai. Đúng không ạ? Tức là thì quá khứ sẽ không bao giờ chơi với thì hiện tại nha bạn. Arrive chỗ này đã là quá khứ rồi. Thì chỗ này không chia hiện tại được. Tất cả các thì hiện tại bỏ đi cho anh Sơn. Đúng chưa? Mình chỉ còn câu C với câu D thôi các bạn. Đúng không? Mà for cộng khoảng thời gian dấu hiệu của thì gì mấy đứa? For cộng khoảng thời gian dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Nhưng mà dùng hiện tại hoàn thành được không? Không được. Vì sao? Vì quá khứ không chơi với hiện tại mà. Đúng chưa? Quá khứ đâu chơi với hiện tại đâu. Như vậy phải lùi một thì quá khứ hoàn thành. Vậy câu này D, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, dùng để nhấn mạnh tính liên tục của hành động. Đúng không? Ông John này ông đã xem TV được 4 tiếng đồng hồ rồi thì bố của ông ta về nhà. Được chưa? Rồi câu số 11 thuộc kiến thức về liên từ giúp anh Sơn. Bạn nhìn, đầu tiên Sơn bỏ câu C từ despite.
và expansion cộng danh từ hoặc verb in nhá. Nhưng mà she là chủ ngữ, was là động từ mấy đứa. Thấy chưa? Rồi tiếp, provided thì bạn có từ if, các bạn có nghĩa là nếu. Although là mặc dù và whereas là trong khi, đúng không ạ? Vậy là chúng tôi nghĩ cô ta là một kẻ kiêu ngạo. Trong khi đó thực sự cô ta rất là một người hay mắc cỡ. Vậy Sơn chọn câu A hợp lý về ngữ nghĩa, đúng không? Sang câu 12 của Sơn thuộc kiến thức về giới từ với từ approve. Approve là chấp thuận mấy bạn. Approve là chấp thuận. Vậy thì chấp thuận một cái điều gì đó, mình sẽ dùng với Sơn chứ từ of. Approve of something, chấp thuận cái điều gì đó. Bố của tôi không có chấp thuận, không có đồng ý cho cái việc là học khuya, học thức khuya học bài. Câu số 13 là câu hỏi về từ vựng, cực kỳ sát sách giáo khoa luôn. Câu nếu bạn chọn Sơn câu gì nhờ? Ngày nay nhiều người trẻ họ cái gì đó, cái phong cách sống xanh, để giúp conserve, để giúp bảo tồn cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. À, câu này chẳng có gì mấy đứa. Câu số 13. Các em chọn câu gì nhỉ? Câu 13. Adapt, adjust, adopt hay là adjust? Mình có từ adapt là thích nghi các bạn. Adapt to bằng với từ adjust to là thích nghi với. Đúng không? Không đúng. Nha, phải chọn gì các bạn? Adopt. Adopt có rất là nhiều nghĩa nữa các bạn. Cái nghĩa đầu tiên mà các em sẽ được gặp và rất là thường gặp là adopt somebody as something, nhận ai đó làm con nuôi. Nhắc lại nha, adopt somebody as something. Adopt somebody as something, nhận ai đó làm con nuôi. Rồi, này mình học trong chủ đề family rồi đúng không? Cái nghĩa thứ hai của từ adopt cực kỳ hay gặp trong các bài báo luôn, tức là mình chấp thuận, mình thông qua một cái chính sách, một cái giải pháp nào đó nha. Mình chấp thuận, mình thông qua một cái chính sách, một cái giải pháp nào đó, và người ta dùng, thường dùng với những collocation. Ví dụ các bạn dùng sân collocation là adopt a method, đúng không? Chấp thuận một cái phương pháp. Adopt an approach, approach cũng là một cái phương pháp các bạn. Hoặc là a solution, đúng không? Adopt a resolution, resolution, thấy chưa? Adopt a policy, đúng chưa? Vậy cái nghĩa thứ hai của từ adopt chính là mình chấp thuận, mình thông qua, mình sử dụng một cái chính sách, một cái phương pháp nào đó. Rồi, bạn Ngọc Mai chọn câu 13B hả? Adapt là sai rồi em ơi, sao chọn adapt được Ngọc Mai? Ồ, Ngọc Mai làm sai rồi. Trời ơi. Adopt. Adopt có cái nghĩa thứ ba đó các bạn, là mình use a particular manner, tức là mình chấp thuận, tức là mình sử dụng một cái lối sống hoặc một cái phong cách nào đó. Ha, một cái lối sống, một cái phong cách nào đó thì người ta dùng adopt đúng không các bạn nhé. Adopt a green lifestyle là sống xanh đó các bạn nhé. Thì dùng adopt. Ở cái nghĩa thứ ba của nó chính là mình use a particular, particular manner. Này các bạn học trên Sơn về collocation thì dễ hơn nha. Rồi, adopt. Hello Mika Trần. Tao học trò cũ của anh Sơn không mấy đứa. Tao học trò cũ của Sơn nhiều khóa trước không mà. 2K2 có, 2K3 có, 2K4 có. Rồi, câu 13, 14. Sau khi giành được cái giải chiến thắng về đầu bếp đúng không? Cái bà Hà này thì bà đã đạt được cái sự nổi tiếng đúng không? Nổi tiếng các bạn. Vậy là bạn từ gain các bạn, collocation bạn dùng là gain popularity. Gain họ dùng từ achieve.
gain hoặc là achieve popularity, đạt được cái sự nổi tiếng. Sơn cả là câu là câu B, rất đơn giản. Câu 15, các cái doanh nghiệp truyền hình đó phát sóng những cái chương trình đúng không, trên khắp cả nước, thậm chí là trên toàn thế giới. Publish là xuất bản, connect là kết nối, refresh là làm mới, và từ broadcast là phát sóng. Câu số 16, các bạn dùng mấy sơ các bạn thành ngữ các bạn, có lợi à có hại hơn có lợi các bạn, thì mình dùng thành ngữ là do more harm than good, là có hại hơn có lợi nha. Dành nhiều thời gian lên social networking site, tức là tiêu nhiều thời gian lướt các trang web các bạn, lướt các mạng xã hội thì có hại hơn có lợi, thì Sơn chọn là câu B, thành ngữ đúng không. Rồi câu 17 của Sơn cũng một câu thành ngữ các bạn, thành ngữ này rất hay nha các bạn. Nào, cái nỗ lực nhằm khiến mọi người hiểu về cái chuyện gì đang xảy ra, cho nên là cái người điều hành đã quyết định là vén cái bức màn ở trong một cuộc họp báo đúng không ạ. Những cái từ này đều nghĩa là bức màn hết, picture là bức hình thôi các bạn, đều là bức màn, bức rèm hết. Bây giờ là vén bức màn thì bạn dùng với Sơn cái thành ngữ gì bây giờ? À thì mình có một cái thành ngữ, với thành ngữ là raise the curtain nha các bạn, tức là mình tiết lộ một cái sự thật gì đó, reveal, hoặc là disclose the truth nha, tiết lộ một cái sự thật. À, mình dịch tiếng Việt là vén cái bức màn nha, tiết lộ sự thật, vén màn buổi họp báo. Rồi câu số 18 của Sơn các bạn, vào thế kỷ thứ 21, với cái sự gì đó của gọi là mobile communication technology, tức là công nghệ giao tiếp điện thoại đúng không, thì điện thoại di động đã xuất hiện như là một cái kênh độc nhất và mới lạ, thì chắc chắn là cái sự bùng nổ đúng không. Câu D là sự khai thác, câu D là sự khám phá, câu C là sự khai thác, còn câu B là tính từ rồi các bạn. Explosion, sự bùng nổ, câu A đúng chưa. Còn câu 19 của Sơn thuộc kiến thức về Mika Trần, chọn 19A. Ông ta sống ở phía gì các bạn, phía nam của Việt Nam, thì người ta dùng mạo từ giờ đứng trước các hướng nha các bạn, giờ đứng trước các hướng thì là the south of Vietnam, Việt Nam tên riêng nên để rỗng, thì Sơn chọn là câu B. Thấy dễ không? Đó, vậy là những cái câu hỏi ngữ pháp mà tập trung với bạn, thứ nhất là tập trung về chuyên đề, tập trung về giới từ, tập trung về lượng từ, bạn tập trung về liên từ đúng không, tập trung về thì, tập trung về câu điều kiện, tập trung về collocation, tập trung về thành ngữ, tập trung về từ cùng trường nghĩa đúng không. Cái câu các bạn, câu 13 là câu từ cùng trường nghĩa nè đó. Rồi tập trung về giới từ đúng không, tập trung về mạo từ. Đó là những cái chuyên đề mà có thể đi thi, giáo viên ở trường các em sẽ khai thác được chưa. Rồi câu số 20 nữa bạn, các cái nhà máy thì bị phạt, fine là phạt nha bạn, các nhà máy thì bị phạt vì discharge, tức là xả những cái dangerous chemical, những cái chất độc hóa học, những cái chất độc độc hại xuống cái river, con sông đúng không. Vậy là đồng nghĩa nha bạn, xả thải thì tăng không đúng nè, giữ nó không đúng nè, giảm nó không đúng nè, mà release thì xả thải nha, release thì xả thải. Rồi tiếp tục câu số 20, 21. Câu 21 bạn nhìn cái từ evoke là gọi lên đó bạn ha, evoke là gọi lên đó. Gọi lên cái nguồn gốc của cái nguồn gốc và những cái thành phố Mỹ đúng không, thông qua các cái chuyến tàu trên cái tuyến đường gọi là giao thương hàng hải ha. Evoke là gọi lên, thì gọi lên là nhắc nhớ các bạn, remind nha, gọi lên chính là nhắc nhớ, remind. Được chưa? Rồi. Câu 22 các bạn. Marie Curie thì đã thử rất là nhiều những cái chất khác nhau nữa, trước khi bà ta cái gì đó đúng không? Rồi cái việc mà cuối cùng bà ta tìm thấy cái chất radium thì đã chỉ ra rằng bà ta là một cái gọi là một cái nhà khoa học rất là kiên trì bền bỉ. Dịch như vậy thôi.
Rồi, về từ hit, home run có nghĩa là thành công các bạn. Trước khi thành công và trái nghĩa thành công tức là thất bại. Câu B đúng. Ha? Có A đồng nghĩa, câu B sẽ là trái. Trái nghĩa, được chưa? Rồi, câu số 23 của sơ các bạn. A newspaper, báo chí thì đã gọi là đã giữ được một cái vị trí là một cái phương tiện truyền thông được ưa thích nhất để tiếp cận đến rộng rãi những cái khán thính giả cho đến khi các bạn cho đến khi giao tiếp điện tử xuất hiện về từ emerge, emerge là xuất hiện mấy đứa. Được không? Emerge là xuất hiện. Về chỗ này là mình có từ escape là trốn thoát nè, happen là xảy ra nè, came out là xuất hiện đúng không, disappear là biến mất. À là trái nghĩa câu gì đó, được chưa? Rồi, 15 là reputation chứ anh, 15 reputation hả? Mika chọn 22, em chọn câu B đúng rồi, 23D đúng luôn. Lú tí hay Ngọc Mai? Ngọc Mai. Ngọc Mai học lâu lắm rồi mà lú tí. Câu 15. 14 chứ bé. Nhiều 14 nhỉ. Đâu sân coi common place cái này không đúng đúng không? Fame không đúng rồi. Ở đây từ từ reputation bạn dùng từ get cũng được nè, từ gain cũng được nè. Từ acquire cũng được nè. Acquire cũng được. Đó. Thì coi mình coi về nghĩa nha. Giành được cái gì? Sau khi thắng được cái giải về MasterChef này thì bà này bà giành được cái sự giành được một cái danh tiếng đúng không? Giành được một cái danh tiếng như là một cái vị đầu bếp gọi là cho tầng lớp first class. Thì câu này sửa trên sơn nha. Câu C hợp lý nhất. Reputation. Giành được cái danh tiếng hay danh dự các bạn. Rồi, câu này sửa sơn câu C. Được chưa? Rồi ha, được rồi. Câu số 10, 24 của mình đó bạn. 24 là một câu về lỗi sai đó, bạn chọn câu gì nhỉ? Này Sơn cho sang ngữ Pháp nhé bạn. Sang ngữ Pháp hết, các bạn chọn thử nha. Một trong những cái khoảnh khắc buồn nhất của cái chuyến đi này đó chính là khi nói lời chào tạm biệt với cái bà này đúng không? Cái người mà đã ở với chúng tôi kể từ khi chúng tôi căng buồng ra khơi. Nhưng mà vì sức khỏe không 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 đảm bảo nên buộc ông ta phải rời đi ở Lago đúng không? À, có lẽ bạn chọn câu gì? Xin kể từ khi sau xin dùng verb 2 thôi các bạn. Đó, bỏ đi, C đúng. Đúng không? Câu 25, Neither Lan và bạn của Lan thì đều không có đến đều không có quan tâm gì gì gì, gì về cái bài kiểm sắp tới cả. Vậy là neither bạn, neither phải dùng bên sơn là no nhé bạn. Neither no. Còn either mới là o nhé bạn. Either mới là O. Neither nor là thằng A cũng không mà thằng B cũng không. Còn either A or B tức là hoặc là A hoặc là B. Được chưa? Câu này chọn sơ là câu A. Vậy thôi. Câu 26. Cái giá của những cái sản phẩm organic á, thì rất là cao. Cái điều đó gọi là làm nản lòng thoái chí đối với những cái người tiêu dùng. Đúng chưa? Vậy các bạn nhìn nè. Cái từ that là sai nè, vì that không có sao dấu phẩy nè. Sửa bằng cái gì? À, cái điều đó tức là gì các bạn? Cái điều đó chính là cái việc mà giá cả của hàng hóa nó cao đúng không? Vậy thay thế cho cả một cái mệnh đề phía trước mà dùng từ which, người ta được gọi là mệnh đề nối tiếp nha, which có dấu phẩy thì Sơn chọn là câu C. Đó, rồi câu 27 nè. Minh nó hỏi là mày dành bao nhiêu thời gian ở chơi sử dụng máy tính mỗi ngày? À, tao dành khoảng 2 tiếng đó, about 2 hours. Câu B đúng. Đúng chưa? Câu 28 nè. Social media is really useful. À, rất là hữu ích đó bạn. Khi mà chúng ta muốn tìm kiếm cái mà chúng ta muốn. Phải không? Vậy đồng ý rồi. Yes, I agree with you. À, ta đồng ý với mày đó. C. Dễ không? Quá dễ. 29. Đây bạn nhìn nè. Nhiều gia đình sử dụng những cái bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Cái điều này giúp giảm đi cái gì bạn, giảm đi cái lượng năng lượng cần thiết và tiết kiệm tiền
À, vì cái điều mà chính là gì các bạn? Cái điều mà chính là cái việc nhiều gia đình người ta sử dụng những cái bóng đèn tiết kiệm năng lượng đúng không? Vậy thay thế cho cả một cái mệnh đề thì các bạn nếu mà mình muốn nối lại mà dùng chữ with đúng chưa? Vậy sẽ chẳng có A luôn các bạn. Có chữ with dấu phẩy vào đây. Nhớ nha. Từ with sẽ được dùng để thay thế cho cả một cái mệnh đề phía trước của nó luôn. Mình học ở trong bài mệnh đề quan hệ rồi. Được không? Rồi. Câu 30. À, những cái gọi là thiết bị thông minh đó được sử dụng trong cuộc sống ngày nay của chúng ta, à, chúng đã giải phóng cái lực lượng lao động chân tay, đúng không? Vì sao bạn? Bởi vì những cái này được sử dụng nên nó mới giải phóng được lực lượng lao động chân tay, đúng không? Thì câu này có A luôn rồi, tức là nó tiết kiệm một sức lao động của mình đó. Hả? Còn mấy câu này đâu hợp về nghĩa đâu, được chưa? Rồi, 31. James là cái người cuối cùng trình bày về những cái bất lợi và lợi thế của mạng xã hội. Câu A, cái điều cuối cùng mà James làm chính là cái sự thuyết trình của bà ta về cái sự bất lợi và có lợi của mạng xã hội. Câu này sai nghĩa nha. Câu B, tất cả mọi người đã trình bày những cái bất lợi và lợi thế về mạng xã hội trước James rồi. À, vậy là James là người cuối cùng mà, đúng rồi các bạn, câu B luôn. Trong những người cuối cùng, những cái người mà trình bày cái bất lợi và có lợi của social networking chính là James, thì trong là sai các bạn. Trong những người cuối cùng là sai, tức là có một vài người lận ha. Tất cả mọi người đều nghe về cái sự trình bày về nghe hả các bạn, nghe học hợp lý luôn rồi, thấy chưa? Rồi 32 nè, cái cuộc thi âm nhạc thì sẽ không thể nào diễn ra đúng không? Nếu như không nhờ vào cái sự gọi là giúp đỡ của bạn. À, đây là câu điều kiện lẻ ba nhé bạn. Bây giờ nếu như mày không giúp đó, thì nó sẽ không xảy ra được. Điều kiện lẻ ba nhé bạn, thì câu C đúng đó bạn. Nếu như không nhờ vào sự giúp đỡ của mày thì cái buổi gọi là cái đấu trường ca nhạc đó, thì sẽ không thể nào gọi là có khả thi được nhá. Possible là khả thi, được chưa? C đúng. Rồi. If it had... Ô, câu C sao đúng mới được? Nếu như không nhờ thì phải dùng là if it hadn't been for chứ. Hèn gì? Sao thấy nó lạ lạ? Đúng chưa? If it hadn't been for chứ. Hadn't chứ nhờ. Thấy không? Tao có hadn't đó bạn. Vậy câu này Sơn chọn là câu câu B đó bạn, tại vì anh Sơn sửa câu B xong anh Sơn đọc lại A B C, Sơn thấy câu B cũng đúng, Sơn thấy nó kỳ kỳ đó, đọc lại câu B thiếu chữ phủ định nha. If it hadn't been for mới đúng các bạn, nếu như không nhờ vào cái điều gì đó. If it hadn't been for nha. Vậy là câu B đó bạn, là cái sự ủng hộ của mày đã làm gọi là tạo thuận lợi bạn, tạo thuận lợi đã làm cho cái cuộc thi ca nhạc này nó diễn ra được, thì câu B hợp lý nhất về nghĩa nha. Your support make it possible for this music contest to take place. Được chưa? Thì nó sẽ đồng nghĩa với câu này. Rồi. 33. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy, cô ta coi một cái bộ phim cảm động như vậy. À, tức là trước giờ cô ta chưa bao giờ coi nhé bạn. Vậy là câu này là câu cô ta chưa bao giờ coi, thì câu này chưa có từ never đúng không? Phải never never. Cô ta chưa bao giờ coi một cái bộ phim nào cảm động hơn cái bộ phim này trước đó, thì câu C đúng luôn. Tức là đây là lần đầu tiên nhé. À, cô ta chưa bao giờ coi một cái bộ phim nào cảm động hơn cái bộ phim này trước đó, tức là đây là lần đầu tiên cô ta coi một bộ phim cảm động như vậy. 33 câu rất là dễ, là 6.6 rồi các bạn, dễ không? Rất là dễ luôn. Bây giờ các bạn cùng Sơn qua cái phần tiếp theo là đọc điền. À, các em là đọc điền chứ nhờ? Là đọc điền rồi mới Sơn sửa bạn mới hiểu được nha. Thì ở cái phần đọc điền này á, anh Sơn cho 5 câu về từ vựng hết luôn mới được. Nhưng mà nó không có khó nha, nó rất là dễ thôi. Bạn nhìn bài đọc điền này của Sơn thuộc cái chủ đề là phong trào xanh đó bạn, Green Movement, Unit 3 trong sách giáo khoa của mấy đứa. Mình dịch thử nè. Nha, dịch thử nó nói gì nhờ? Trong khi rất là nhiều những cái hành vi và nhiều những cái thói quen liên quan đến việc sống xanh thì đã được thiết kế đúng không? Để tiết kiệm tiền.
nhưng mà vẫn có một vài cách mà ở đó việc sống xanh thực sự rất là đắt đỏ. Rất là nhiều những cái công nghệ liên quan tới sống xanh mà cung cấp cái lợi ích cho môi trường thường là ở cái mức giá cao hơn so với những cái đối tác truyền thống của chúng. Lấy ví dụ là cái việc sử dụng những cái tấm pin năng lượng mặt trời thì có thể tiết kiệm tiền điện đúng không? Nhưng mà chúng lại sao bạn? Chúng lại tốn hàng ngàn đô la để lắp đặt các gọi là các cái thiết bị mà tiết kiệm năng lượng thì được thiết kế để sử dụng ít cái nguồn năng lượng điện và nước hơn, nhưng chúng lại có một cái giá thành rất là cao. Dễ dịch không? Cực kỳ dễ dịch đúng không? Rồi. Vậy ở câu số 34 Sơn chỉ bạn làm 34 nè. 34 là một hình thức nhấn mạnh. Nhấn mạnh là sao Sơn ơi? Tức là bạn muốn nhấn mạnh thôi. Sơn nói ví dụ là gì nhờ? Ông ta he love her. Ông ta yêu cô ta. Đúng không? Nhưng mà mình muốn nhấn mạnh là ông ta yêu cô ta lắm. Muốn nhấn mạnh đó bạn. Mà mình không muốn dùng những cái chặn từ thêm mà mình muốn nhấn mạnh thôi á. Thì mình dùng là he does. Đã có the cho mà dùng Sơn love nguyên mẫu. Her. Còn quá khứ thì sao? Quá khứ ví dụ là he love her. Thì sẽ là he did love her. Vậy thôi nha. Tức là mình dùng một cái trợ động từ nha. Mình dùng một cái trợ động từ đứng trước một cái động từ nguyên mẫu với mục đích là mình sẽ nhấn mạnh cái hành động đó. Nha, mình học ở trong bài nhấn mạnh đó bạn, câu nhấn mạnh đó ha. Được chưa? Tôi nhận vậy thôi. Vậy là bạn nhìn nè. Much là cái gì? Là danh từ không đếm được. Đúng không? Chủ ngữ much là chủ ngữ không đếm được. Vậy nếu chủ ngữ không đếm được thì từ provide này phải thêm s chứ. Đúng không? Chủ ngữ không đếm được thì provide phải thêm s chứ. Nhưng mà cái từ provide nó không thêm s, tức là nó đang ở dạng nhấn mạnh. Mà nhấn mạnh ở hiện tại mà số ít nữa thì bạn dùng từ does là hợp lý nhất. Nha, does là hợp lý nhất. Được chưa? Rồi. Chúng có thể tốn hàng nghìn đô la, vì là tốn đó bạn, mà dùng từ cost là tốn. Được chưa? Rồi, đáp án số 2 nha. Sống xanh thì có thể có ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường. Ví dụ là, for thì dùng là for example. Ví dụ là, đúng rồi. Ví dụ là cái sự phát triển của cái nhiên liệu thay thế đó là một cái sự cách tân trong cái phong trào xanh, trong cái nỗ lực giúp giảm đi cái sự phụ thuộc vào với bạn vào những cái nguồn năng lượng thiên nhiên mà gọi là không thể tái chế được các bạn. Non renewable energy là nguồn năng lượng không thể tái chế được nha. Đó, mình có cái collocation luôn các bạn, là non renewable energy, năng lượng không thể tái chế được. Được chưa? Đó. Vậy thì nhìn nè, trong cái nỗ lực làm giảm cái sự phụ thuộc vào những nguồn năng lượng thiên nhiên mà không thể tái chế được, trong khi những cái nguồn năng lượng này á, mục tiêu á, mục đích á, có ý định á, là làm giảm đi cái khí thải độc hại bị gây ra bởi việc đốt những cái gọi là nhiên liệu truyền thống, nhưng mà chúng lại vô tình gọi là gây ra một cái hiệu ứng đối ngược. Một trong những cái nhiên liệu thay thế nổi tiếng đó bạn là E85, thực sự á, là đã cái gì đó không, đã release nha, release là thải nha, đúng không, đã thải nhiều cái ozone vào trong khí quyển hơn là cái nhiên liệu truyền thống, trong khi ozone là một phần tự nhiên của cái gọi là cái khí quyển phía trên của trái đất, đúng không, mà nếu như nó được tập trung ở cái khí quyển phía dưới á, thì nó sẽ gây đến cái sự ô nhiễm không khí ở những khu vực nơi mà sương mù là một cái vấn đề lo ngại. Cái điều này có thể ảnh hưởng sức khỏe của những cái người dân sống ở khu vực đó. Vậy thôi các bạn, bài này 5 câu về từ vựng nhưng cực kỳ dễ, không có câu nào khó cả. Dễ không? Rất dễ đúng không ạ? Rồi, mấy bạn chuyển sang bài đọc số 2, bài đọc này khó nè. Bài đọc này là bài đọc ở trong TOEFL bạn, cái thi TOEFL. Nha, TOEFL. Bài đọc này khó nha. Nhưng mà bài đọc này là bài đọc sách giáo khoa của mấy đứa đó, anh Sơn lấy ở trong sách bài tập giáo khoa của mấy đứa ra đó. Không biết thầy cô cho bạn làm bài này chưa nhỉ? Bài này về urbanization, đô thị hóa. Rồi, các em đã làm bài đọc này chưa nhờ, để anh Sơn sửa nè. Comment cho anh Sơn coi. À, bạn ra rồi. Cái bạn Nguyên này rất là lâu mới thấy em nha em. Không biết hôm Nguyên hôm qua thi thử chứ nhờ.
Các em chưa nộp bài thi thử thì hôm nay nhớ nộp, Mason vẫn chưa khóa link nha. Mà còn chưa nộp mà cố tình không nộp, ngoan cố không nộp để thi thử là bị kích đó. Rồi hả? Ok. Rồi sao dịch cho bạn nghe bài này khó dịch các bạn không? Ông bài này từ vựng hơi hơi khó. Nhưng bài này không phải anh Sơn bịa nó bạn, anh Sơn không có muốn bịa những cái bài khó cho nó bạn đâu nha. Bài này là anh Sơn lấy trong sách bài tập của mấy đứa ra đó. Được chưa? Rồi. Suburb là khu vực ngoại ô nha bạn. Nếu mà ngoại ô có nghĩa là một cái vùng ven mà nó phát triển nhanh hơn so với cái vùng nội ô đã phát triển trước đó của nó, thì cái quá trình gọi là ngoại ô hóa bắt đầu trong suốt cái sự xuất hiện của những cái thành phố công nghiệp đó bạn, trong suốt cái sự xuất hiện của cái thành phố công nghiệp vào cái quý thứ hai của thế kỷ thứ 19. Trước cái thời kỳ đó thì những cái thành phố á, trước cái thời kỳ đó thì thành phố là một cụm nha bạn, thành phố là một cái cụm rất là nhỏ mà ở đó con người họ di chuyển bằng đi bộ, và hàng hóa đó thì được vận tải bằng bằng ngựa hoặc là bằng các cái xe kéo, đúng không, xe đẩy đó. Nhưng mà những cái nhà máy đầu tiên được xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ 18 và những năm 40 của thế kỷ 18 đó, thì lại được đặt, lại nằm dọc theo các cái gọi là các cái đường thủy và nằm gần các cái gọi là các cái trạm đường ray ở rìa các thành phố đó, ở rìa của các thành phố. Và nhà ở thì lại cần thiết cho hàng ngàn người, những cái người mà bị thu hút bởi cái triển vọng về việc làm. Trong cái thời điểm đó thì những cái thành phố, trong cái thời điểm đó thì những cái nhà máy á thì lại được bao vây bởi các cái thị trấn đó bạn, bởi các cái thị trấn nhà máy gọi là phát triển nhanh đó, của những cái căn hộ nè hoặc là những cái ngôi nhà nè ở mà tiếp giáp với những cái thành phố, mà tiếp giáp với những cái khu thành phố chính và cũ hơn, đúng không? Một cái sự bảo vệ chống lại cái sự xâm lấn này, encroachment, cái sự xâm lấn. Anh sẽ làm câu này luôn các bạn, anh sẽ câu 41 các bạn. Cái từ encroachment đồng nghĩa với từ gì? Cái sự xâm lấn là cái gì? Bạn bạn nhìn nè, đề bài người ta bảo rằng đó là đề bài người ta bảo rằng thế này, đề bài người ta bảo rằng là các cái nhà máy nó bị bao phủ bởi những cái thị trấn nhà xưởng, đúng không, bởi những cái thị trấn nhà xưởng đó. Và để chống lại được cái sự gì với bạn, cái sự gọi là encroachment này, cái sự gọi là xâm chiếm này. Xâm chiếm tức là gì? Tức là những cái nhà xưởng này đó bạn, nó phát triển quá là nhanh, nó lấn chiếm những khu vực xung quanh luôn. Ý là như vậy nha bạn. Thế câu này là câu B đó bạn. Ha? The growth of, cái sự phát triển của những cái nhà xưởng. Được chưa? Đó, rồi. Và mở rộng những cái gọi là những cái nền tảng thuế của họ. Những cái thành phố á mà đã chiếm đoạt các cái gọi là các cái khu vực láng giềng, gọi là các cái khu vực gọi là công nghiệp láng giềng lân cận của chúng á, và năm 1854 ví dụ như vậy, thì thành phố này nè đã gọi là sáp nhập luôn các bạn, đã gọi là sáp nhập hầu hết cả cái quốc gia này luôn. Rồi những cái cuộc diễn tập quân sự thành phố tương tự cũng đã diễn ra ở Chicago và New York. Thật vậy, hầu hết các thành phố lớn của Mỹ á, thì đều đạt được một cái trạng thái mà chỉ bằng cách là phải hợp nhất những cộng đồng dọc theo biên giới của họ mà thôi. Tức là gì các bạn, cả cái đoạn văn này dài, đọc dài khó hiểu đúng không? Anh Sơn tóm tắt cho bạn hiểu là người ta nói rằng á là ngoại ô có nghĩa là gì? Ngoại ô có nghĩa là một cái khu vực mà nó phát triển nhanh hơn so với cái khu vực nội địa bên trong đó, đúng không ạ? Và nó xuất hiện thêm những cái gì các bạn? Những cái gọi là những cái nhà máy, những cái khu công nghiệp. Mà những cái khu công nghiệp này nó phát triển nhiều đến mức mà sao? Mà các cái nữa bạn, các cái city nè, các cái thành phố nè, nó phải sao? Xâm lấn các cái khu vực lân cận. Đúng chưa? Đó, xâm lấn khu vực lân cận luôn. Đó. Và nè, tiêu biểu là ở nước Mỹ nè. Nước Mỹ nó đạt được cái trạng thái mà chỉ bằng cách là phải hợp tác, tức là phải gọi là phải kết nối lại những cái cộng đồng xung quanh đó, thì người ta mới có chỗ trống mà thôi. Hả? Vậy cái đoạn văn này tóm ý lại người ta chỉ nói rằng là cái sự phát triển của urbanization, đô thị hóa mà thôi, ngày càng mở rộng lên. Đó, đơn giản thôi các bạn. Rồi. Đoạn văn số 2 ha, nó cái gì đây?
cùng với cái sự tăng tốc của cái tốc của cái sự tăng trưởng về công nghiệp, thì gọi là cái tình trạng đông đúc đô thị cấp tính đó, và các cái điều kiện căng thẳng về mặt xã hội đi kèm theo đó, đã bắt đầu tiếp cận, đã bắt đầu đạt đến một cái tỷ lệ thảm họa vào năm 1888. Khi mà cái đường dây điện, gọi là cái đường dây nối điện thương mại đầu tiên thành công được phát triển, trong vòng một vài năm sau đó thì gì nhờ, thì những cái gọi là những cái xe đẩy mà do ngựa nó kéo thì đã hoàn toàn ngừng hoạt động, thay thế vào đó là cái mạng lưới xe điện. Nếu bạn cái mạng lưới xe điện đó thì nó trải khắp và nó kết nối hầu hết các cái khu vực lớn lại với nhau đó ha, và nó nuôi dưỡng lên một cái làn sóng được gọi là làn sóng suburbanization đó. Cái làn sóng này nè, nó đã biến những cái thành phố công nghiệp nhỏ thành những cái siêu đô thị rải rác đó. Đây là cái giai đoạn đầu tiên của mass scale suburbanization, được củng cố bởi cái sự xuất hiện đồng thời của một cái tầng lớp trung lưu đô thị, những cái người mà khao khát muốn sở hữu nhà ở trong cái khu vực lân cận, xa những cái gọi là xa những cái thành phố trung tâm già cỗi đó bạn. Thì sao? Thì đã được làm hài lòng bởi các cái nhà phát triển khu nhà ở dành cho các cái gia đình. Bài này đọc khó hiểu thiệt, đúng rồi, The Hill Top 4 có khác ha. Rồi, khó hiểu nhưng mà câu hỏi là dễ bạn. Nè, tác giả đề cập đến những cái khu vực mà nó sao bạn, nó xung ở những cái khu vực mà gọi là ráp danh thành phố phát triển trong suốt cái thời kỳ gì, suốt thời kỳ gì mới được đấy. Bạn nhìn cho Sơn, bạn nhìn nào ha. Đây thông tin đấy bạn nè, nhìn thấy không nè, ngoại ô có nghĩa là một cái khu vực đô thị nó phát triển nhanh hơn so với cái khu vực nội ô đã phát triển trước của nó. Cái quá trình suburbanization này bắt đầu trong suốt cái sự xuất hiện của những cái thành phố công nghiệp, đúng không? Vậy tức là gì? Tức là những cái khu vực mà bao xung quanh thành phố chúng phát triển trong suốt cái thời kỳ, suốt thời kỳ công nghiệp hóa. À đúng, đúng chưa? Rồi, câu nào không được đề cập bên trong đoạn văn như là một cái nhân tố trong cái gọi là cái suburbanization của thế kỷ thứ 19? À đấy bạn nhìn nè, với cái sự tăng trưởng nhanh của gì bạn, của phát triển đô thị, đúng không ạ? Thì gọi là urban crowding, tức là đông đúc đô thị. Rồi những cái điều kiện căng thẳng về xã hội, đúng không? Rồi cái sự xuất hiện của những cái xe điện, đúng chưa? Và cái sự xuất hiện của cái tầng lớp gì bạn, tầng lớp trung lưu đô thị, là những cái nhân tố mà dẫn đến cái suburbanization. Với bạn nhìn, có urban crowding không? Có sự phát minh xe điện không? Có sự phát triển của tầng lớp đô thị không? Có. Và là không có việc là nhà ở giá rẻ là không có. Đúng chưa? Và câu bạn nhìn nè, có thể được suy ra từ đoạn văn này, sau năm 1890 thì hầu hết mọi người đi bằng gì bạn? Đi xung quanh thành phố bằng gì? Đây. Nè, các cái xe đẩy á, nè, các cái xe đẩy, xe kéo á, thì bị về hưu rồi, thay thế là những cái xe điện. Sao bạn trải khắp và kết nối hầu hết khu vực lớn lại với nhau, tức là họ sẽ di cư bằng xe điện. Có đề đúng, đúng chưa? Về bài đọc này thảo luận về vấn đề gì? Sự phát triển của thành của đất nước là sao? Không đúng, đúng không ạ? Sự phát triển của gọi là city transportation đó, không đúng luôn. Mà chính các bạn, cái nguồn gốc của sập, nguồn gốc của ngoại ô ha, bài này đang nói về cái sự phát triển của những khu vực ngoại ô đó, được chưa? Một bài đọc đọc cũng có vẻ khó hiểu nhưng mà lại cực kỳ dễ làm, đúng chưa? Rồi bây giờ sang đoạn văn cuối cùng các bạn, bài đọc cuối cùng. Bài đọc này dễ rồi ha, bài đọc này rất là cơ bản. Bài đọc này của anh Sơn nói về chủ đề là the mass media đó bạn, là truyền thông đại chúng á ha. Anh Sơn dịch cho bạn nghe bài này, bài này dễ lắm bạn. Nếu như bạn đang phải vật lộn với việc đọc thì xem truyền hình thật sự là một phương pháp rất là dễ dàng. Nó giống như là một cái hoạt động thụ động vậy đó, yêu cầu ít cái nỗ lực nhưng mà lại rất là giải trí. Nhưng mà bạn có đang bỏ lỡ những cái lợi ích bởi việc đọc sách hay không?
Đó. Bạn có đang bỏ lỡ những cái lợi ích bởi vì bạn đã không đọc sách hay không? Và đó chính à, và lợi ích của việc đọc sách khi mà được so sánh với xem TV là cái gì? Đúng không? Vậy đọc xong đoạn văn đầu tiên thì anh Sơn thấy là bài đọc mày đang đề cập đến cái việc đó là ngày nay chúng ta thường xem TV nhiều hơn cái việc đọc sách. Và đề bài người ta đặt cái câu hỏi đó là à vậy thì liệu rằng là đọc sách thì có tốt hơn xem TV hay không? Có nhiều lợi ích hơn xem TV hay không? Đúng không ạ? Thì những cái đoạn văn phía sau nó sẽ trả lời được câu hỏi đó. Đó, mình làm bài đọc là mình phải nắm được ý của bạn, phải nắm được cái nội dung, nắm được cái ý của bài đọc thì mới làm được nhé. Rồi bạn nhìn đoạn số 2 nói là nè bạn. Mặc dù TV á, mặc dù truyền hình á thì hầu hết chủ yếu chính là những cái cuộc hội thoại, sách thì lại tốt hơn truyền hình trong cái khoảng là gọi là cải thiện được cái vốn từ vựng của chúng ta. Vì thế tại sao cái việc đọc sách lại tốt cho việc học từ vựng của bạn là như thế? Truyền hình á thì sử dụng những cái câu mà nó đơn giản và nó ngắn, hướng đến cái mức độ chỉ là lớp gọi là lớp 4 thôi các bạn. Ha. Và những cuốn sách của một đứa trẻ học giỏi á thì hoàn toàn chứa gấp 2 lần cái sự phức tạp so với cái chương trình truyền hình. Điều này có nghĩa rằng sử dụng một cái lượng vocab lớn hơn, những cái câu dài hơn và những cái gì các bạn, những cái cấu trúc phức tạp hơn. Tiểu thuyết của những người lớn á, và đặc biệt là báo chí á, thì có thể step up, tức là increase, các bạn có thể gọi là làm tăng lên cái lợi ích này một lần nữa. Ở khi mà nó dồi dào hơn và khi mà nó có cái ngôn ngữ gọi là dồi dào và đa dạng hơn. Và đoạn văn số 2 người ta bảo rằng các bạn là khi mình xem TV á, thì mình ít học được từ vựng hơn, bởi vì TV người ta dùng những cái câu văn ngắn và đơn giản, trong khi đó chỉ với cuốn sách của một đứa trẻ thôi á, thì đã chứa gấp 2 lần cái khối lượng từ vựng, gấp 2 lần cái sự phức tạp về cấu trúc rồi, đúng không ạ? Và điều đó có nghĩa rằng đọc sách giúp chúng ta phát triển được từ vựng tốt hơn, đúng không ạ? Đặc biệt là về tiểu thuyết của người lớn hoặc là báo chí nữa thì nó còn làm tăng tốc lên cái, tức là nó còn làm tăng cái lợi ích này lên nữa nha, tăng cái lợi ích này lên nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái vốn từ đa dạng và dồi dào. Đó, không? Đọc thì phải tóm tắt là như vậy. Nếu bạn làm sao được câu này? Theo đoạn văn số 2, việc đọc có thể cải thiện từ vựng của chúng ta bởi cái gì các bạn? Bởi gì các bạn? Bởi việc nó sử dụng cái vốn từ vựng nhiều hơn, câu văn dài hơn và cấu trúc câu phức tạp hơn. Câu B đúng. Đây, thông tin ở đây. Hả? Dễ không? Rất cơ bản. Rồi, tiếp tục. Step up là increase các bạn, làm tăng lên nha. Rồi. Vậy thôi. Đoạn tiếp theo nữa các bạn. Một vài những cái chương trình truyền hình thì cung cấp với bạn, cung cấp gọi là cái input, tức là cái sự tiếp thu và giáo dục đó. Ha, tiếp thu và giáo dục. Chúng tôi yêu cái chương trình truyền hình này đúng không? Nhiều như là cái người tiếp theo, nhưng mà nhìn nữa bạn, nhìn này, nhưng mà gì? Nhưng mà một cái chương trình truyền hình đó thì yêu cầu cái sự gọi là cái sự nạp dung nạp kiến thức hoặc là cái sự suy nghĩ bởi những cái người xem hơn. Chúng ta phải thừa nhận cái điều đó. Vậy cái từ ít đó bạn, cái từ ít này nó thay thế cho cái câu phía trước rồi nè, tức là cái việc mà chương gọi là xem một cái bộ phim đó, hoặc xem một cái chương trình truyền hình đó thì nó yêu cầu ít cái việc chúng ta dung nạp kiến thức và nó yêu cầu ít cái việc chúng ta phải suy nghĩ hơn nhé. Vậy thôi các bạn, thì đây các bạn ha, nè nè, ít hoặc là hầu như không có việc chúng ta phải suy nghĩ hoặc là dung nạp kiến thức bởi người xem, thì có ai đúng đó, tức là người ta nói là mình đọc sách đó thì mình sẽ dung nạp kiến thức và mình và kích thích cái sự suy nghĩ của mình tốt hơn đó, ý là như vậy thôi. Rồi, đây là một trong những cái sự hấp dẫn của truyền hình. Hấp dẫn là vì mình xem truyền hình mình đỡ suy nghĩ hơn đúng không? Rồi, nhưng mà cái vấn đề chính là gì? Một cái cuộc nghiên cứu ở nước Nhật Bản vào năm 2013 đã phát hiện ra rằng việc xem TV thực sự sẽ làm giảm IQ của một đứa trẻ. Trái lại, một cái cuộc nghiên cứu gần đây bởi cái trường đại học này thì cũng phát hiện ra rằng việc đọc tiểu thuyết đó thì sẽ gọi là tạo ra cái sự kết nối cao hơn trong não bộ ở bạn lên tới khoảng 5 ngày sau khi đọc. Và cái sự kết nối trong não bộ này sẽ dần được chuyển sang cái việc chúng ta thông minh hơn theo thời gian. Vì thế đọc sách sẽ làm cho chúng ta thông minh hơn. Hay chưa? Nếu bạn nhìn.
kết luận được gì từ cái cuộc nghiên cứu của trường đại học này trên đáp án số 3? Đúng rồi, người ta kết luận được gì các bạn? Người ta kết luận được cái này nè các bạn, người ta kết luận được là cái việc chúng ta đọc sẽ làm tăng cái kết nối ở trong não bộ và từ đó giúp chúng ta thông minh hơn. Đó, được chưa? Thế bạn nhìn nào, là đây, xem truyền hình gây ra những cái khó khăn hả? Hơn việc đọc sách không? Đúng, đúng không? Chúng ta có thể kết nối não bộ bằng cách xem tivi hơn mà đọc sách sao? Không đúng nè, chúng ta có thể cải thiện IQ rồi nếu chúng ta đọc sách trong thời gian dài. Câu C đúng rồi nè, thấy chưa? Còn cái việc hấp dẫn của truyền hình chính là cái sự kết nối não bộ trong nhiều ngày là không đúng, đúng không? Phải là hấp dẫn của việc đọc sách chứ hả? Amplify là phóng đại, phóng đại đồng nghĩa với từ câu A các bạn, intensify. Prevent ngăn chặn, identify là nhận ra và address giải quyết nhé bạn. Đáp án cuối mình sẽ đọc cho bạn nghe nè. Việc đọc sách thì cũng đã được chỉ ra là giúp giảm căng thẳng chỉ trong vòng 6 phút. Nhưng cuộc nghiên cứu thì chỉ ra rằng cái việc đọc sách thì chúng hiệu quả nhanh hơn và tốt hơn so với việc chúng ta nghe nhạc, uống cà phê hay là đi bộ. Ở chương ở TV á, thì cũng có thể gọi là làm, gọi là làm chúng ta bớt căng thẳng đúng không? Làm cơ thể chúng ta bớt căng thẳng. Ấy thế nhưng một cái cuộc nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng TV thì có thể làm phóng đại lên cái sự căng thẳng, bởi vì chúng ta thường cảm thấy tội lỗi giống như là cái cảm thấy cái sự thất bại sau đó vậy đấy. Thấy chưa? Bạn Ngọc Mai bảo là bữa em trên lớp bọn em làm bài này nè. Để anh Sơn thiết kế rất là sát đó bạn. Anh Sơn không dám thiết kế những cái bài đọc mới nha. Vì sao bạn? Anh Sơn không dám chọn những bài đọc mới bởi vì đây là đề thi học kỳ mà. Anh Sơn muốn các em trúng á, bạn biết đâu làm nhiều đề của anh Sơn có đi thi trúng sao? Đúng không? Nên anh Sơn đâu có cho những cái đề mới bạn, những cái đề này quen lắm. Đó. Rồi. Việc đọc thì nhìn chung không được xem là một cái hoạt động xã hội. Ấy thế nhưng đọc sách lại có một cái tác động rất lớn lên cái việc là chúng ta sẽ phản ứng lại trong các tình huống xã hội như thế nào. Đọc sách thì giúp chúng ta có một cái lượng từ vựng gọi là cái kỹ năng về ngôn ngữ tốt hơn, đúng không ạ? Và cái sự đồng cảm tốt hơn. Một cái sự đồng cảm tốt và một cái kỹ năng về ngôn ngữ á, cũng như là kiến thức thì làm cho người đọc trở thành những cái con người mà thú vị và hấp dẫn. Xem truyền hình á, về mặt cơ bản là một cái trải nghiệm anti xã hội. Đặc biệt là cho những cái đứa trẻ khi mà được so sánh với việc là chúng được kể những cái câu chuyện bởi bố mẹ hoặc ông bà. Việc đọc lớn cùng với nhau, đọc to một cái câu chuyện cùng với nhau là một cái hoạt động có tính tương tác, đặc biệt là rất là quan trọng cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Vậy thôi các bạn, một bài đọc quá là dễ hiểu, quá là dễ dịch. Vậy sao làm được câu cuối nữa bạn? Là theo đoạn văn này câu nào không đúng? Không đúng nha, anh Sơn chẳng có A nữa bạn. Nhìn nè, việc đọc giúp giảm căng thẳng nhanh hơn việc nghe nhạc, uống cà phê và đi bộ. Không phải đúng rồi, đúng không? Đây, thông tin ở đây các bạn. Bài này dễ quá ha, đây ha. Nè, việc đọc nó hiệu quả hơn, nhanh hơn à, tốt hơn rồi, sau đó việc là nghe nhạc, uống cà phê hay đi bộ, thấy chưa? Đúng, không chọn ha, chẳng có sai ha. Đọc đọc gọi là kể chuyện cho những đứa trẻ nghe đó. Ngọc Mai. Kể chuyện cho những đứa trẻ đó thì rất là quan trọng cho sự phát triển của chúng, có là đúng không các bạn? Đây, ha, người ta bảo là gì nhỉ? Đây nè, thấy không? Nè, những cái đứa trẻ nhỏ đó, thấy chưa? Thì nó nên được kể những câu chuyện bởi bố mẹ đúng không? Và việc đọc những câu chuyện cùng với nhau đó thì là một cái quá trình tương tác đặc biệt quan trọng với sự phát triển của chúng, thấy chưa? Đúng luôn rồi. Xem truyền hình đó thì thật sự dễ hơn việc đọc sách, không? Đúng luôn các bạn. Xem truyền hình thì quá dễ rồi, đây nữa bạn, thông tin đây. Đấy bạn ha, nếu như bạn phải vật lộn với việc đọc sách thì xem truyền hình lại là một câu chuyện rất là đơn giản, thấy chưa? Vậy câu cuối cùng, câu sai bạn, chúng ta rất có thể sẽ trở nên thú vị hơn và thu hút hơn bởi cái kiến thức đến từ TV là sai, đến từ sách mới đúng. Đi, được chưa? Vậy rõ ràng nhan đề bài đọc này là gì? Câu A, con người chúng ta ngày nay thích việc xem TV hơn đọc sách, sai. Liệu rằng sách có thể thay thế được TV trong tương lai hay không, sai. Lợi ích của việc đọc sách thì vượt qua bất lợi của nó, làm những cái bất lợi các bạn. Mà câu B các bạn, đọc sách mang lại nhiều lợi ích hơn xem TV. Đó chính là cái nội dung mà bài đọc bài thảo luận về. Được chưa? Vậy thì hôm nay anh Sơn đã cùng với các em sửa một cái đề thi học kỳ do anh Sơn ở biên soạn thứ tư nha bạn, thứ tư này. Ngày mai anh Sơn sẽ up tài liệu lên nha các bạn.
Thứ tư này anh Sơn sẽ sửa một cái đề thi 40 câu, không phải do anh Sơn biên soạn mà là do tỉnh Bình Định nhớ bạn, sở Bình Định được chưa? Mình đa dạng hóa cái đề từ sách mới sách cũ luôn, và chắc chắn là các em sẽ có một cái nhiều những bộ đề để các em đi thi học kỳ nhé. Còn đi thi trung phổ thông quốc gia, đi thi đánh giá năng lực đó thì anh Sơn có quá trời nhớ bạn, quá trời luôn đánh giá năng lực các trường các bạn, trường nào anh Sơn cũng có nhớ bạn, trường nào anh Sơn cũng có, toàn là đề mới do anh Sơn soạn thôi được chưa. Rồi thì buổi học này là kết thúc, xin chào các em, chúc em một buổi tối vui vẻ, hẹn gặp lại các em trong các buổi học khác, see you later, nhớ thứ tư mình làm đề số 2 nha.